Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Chào cả nhà yêu của Sunny nha. Ok, nhìn tiêu đề là mọi người đã biết chủ đề hôm nay là gì rồi đúng không? Tôi tiếp tục làm cái phần 2 của series giới thiệu nhà mình cho mọi người nè. Còn nếu mà ai chưa coi phần 1 thì mọi người click vào cái tường nhà của mình và tìm phần 1 để xem nha. Chứ nếu không là mọi người sẽ không hiểu gì đâu. Nhà tôi thì được cái là không có rộng lắm nhưng mà khá là nhiều phòng, thành ra là phải làm tận 2 video để review hết tất cả các phòng cho mọi người đây. Thì nếu mà mọi người đã xem phần 1, mọi người sẽ biết là lý do lần này mình quay video review nhà đó chính là mình sắp đổ qua nhà 700 kim cương và mình muốn review hết tất cả những cái căn phòng trong nhà của mình để cho mọi người xem một lượt, rồi sau đó mình mới chuyển nhà. Và nếu trong quá trình mọi người xem video review mọi người thích căn phòng nào thì mọi người hãy truy cập vào tường nhà của mình. Ở đó mình có một cái danh sách cho mọi người tất cả những cái cách mà mình đã xây những căn phòng trong ngôi nhà này, hướng dẫn cho mọi người xây từng chi tiết luôn á. Ok, và mọi người có thể lấy đó làm ý tưởng để mọi người tham khảo xây nhà của mình ha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu video luôn ha. Không, trước tiên thì mình phải cho em bé của mình ăn cái đã. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu từ cái phòng ở bên phải luôn nha. Bữa trước thì mình đã quay ở phòng bên trái, những cái tiệm hot dog, tiệm bánh mì, phòng ngủ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ phía bên phải ha. Nếu như mà mình không tính cái căn phòng ngủ ở dưới tầng hầm là cái căn phòng mà đầu tiên mình xây, thì đây là cái căn phòng mà mình xây theo ý kiến của mọi người lần đầu tiên. Thì hồi đó mọi người mong muốn mình xây khá là nhiều phòng ngủ. Lúc đó thì mình cũng chưa có ý tưởng gì hết, nhưng mà mình nghĩ tới cái việc mình rất là thích đi du lịch và được ở trong những cái căn phòng ngủ của khách sạn mà rất là xịn sò. Thành ra lúc đó mình lóe lên ý tưởng là hay là mình thử xây một cái kiểu phòng ngủ theo kiểu phòng khách sạn thì sao. Và đây là căn phòng mà mình đã xây theo ý tưởng đó. Khu vực ở giữa mình đặt một cái kệ sách lớn cũng như là cái khu vực để ngồi đọc sách. Đây là cách giúp mình ngăn được phòng ngủ và phòng khách ra mà không làm cho căn phòng này bị bí, mà ngược lại nó còn giúp căn phòng sang trọng hơn đúng không mọi người? Đó, mình vừa lấy muỗng sách từ trên kệ sách xuống để đọc sách nè. Hoặc mà nếu mọi người không có muốn ngồi đó để đọc sách thì ngay bên này có một cái khu vực phòng khách nhỏ. Tuy nhỏ vậy thôi nhưng mà nó vẫn rất đầy đủ tiện nghi nha. Và mình thích nhất là cái đồng hồ á. Mọi người thử đặt cái đồng hồ này trong phòng khách của mọi người đi, nâng lên một tầm cao mới luôn á. Còn khu vực sau này là phòng ngủ ha. Mình rất thích chiếc giường này. Chiếc giường này đúng kiểu phòng khách sạn luôn á mọi người. Nó đơn giản mà nó đẹp á. Bên này mình có một cái kệ giường nhỏ nè, một cái tủ để mà bỏ tivi, bỏ vài chai rượu. Và bên này là hai chai xà phòng mà những cái phòng khách sạn luôn chuẩn bị cho những người họ thuê phòng á. Thêm một góc nữa mình cũng khá là ưng bụng. Tuy là chỉ có 3-4 món ghép lại với nhau thôi nhưng mà làm cái góc này nó rất là sang ha. Có chỗ để mọi người đứng đây quẩy như mình nè. Hoặc là mọi người có thể đứng đây để ngắm nghía cái bộ đồ của mình nha. Ok, căn phòng này vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình cùng đi xuống tầng hầm nha. Mình gửi lời khuyên chân thành tới các bạn lần đầu xuống tầng hầm của mình coi chừng bị lạc đường và bị hoa mắt nha mọi người. Lý do là vì sao? Là vì mình lắp rất là nhiều cửa. Lý do rất là đơn giản, vì mình thích cửa thôi mọi người. Ừ, mình thích cái sự gọi là mê cung, cái sự bế tắc đó à. Thì căn phòng bên trái đầu tiên khi mà mọi người vào cái cửa bên trái á là cái căn phòng của thú cưng nha. Tuy là căn phòng này rộng nhưng mà mình có khá là nhiều cái thảm của thú cưng á, nên là mình đã mắc nó lên trên tường và mấy em của tôi cũng có thể đứng ở trên tường luôn. Mọi người ha, ở đây mình có hai cái khu vực, một là cái khu vực bồn tắm và hai là cái khu vực giường ngủ. Lý do mà vì sao mình lại lôi hết tất cả những cái bồn tắm và những cái đệm ngủ của bé ra là bởi vì mấy bạn khi mà vào tiệc nhà mình á thì có quá là nhiều người, thế nên là bé không có đủ chuồng, không có đủ bồn tắm để tắm, thành ra mình đã lôi ra hết. Ở đây thì mình có hai cái chuồng, một cái chuồng lớn là màu hồng và một cái chuồng đơn là dành cho mấy em bé mà đã full 5 sao rồi đó. Mọi người mà muốn xây những cái chuồng này giống mình thì mọi người cũng vào tường nhà mình và tìm tới cái video có hướng dẫn xây chuồng bét nha. Rồi tới ngang cái đoạn này, trời ơi, tôi nói tôi tức giả man luôn á mọi người. Có ai mà nhà mình là căn nhà của mình mà mình không có vô được không? Ô là trời, cái cửa này kiểu như là dùng xài nhiều quá rồi hay sao, nó tới cái thời cần phải đem đi tái chế rồi. Đây là căn phòng thứ hai cùng với căn phòng bếp, là hai phòng duy nhất mà mình còn giữ lại sau khi mà mình decor trang trí nhà. So với cái nhà lần đầu mà mình giới thiệu cho mọi người đó, thì căn phòng này tuy là nó bị cắt bớt một đoạn rồi nhưng mà mình vẫn giữ lại những cái nội thất ban đầu.
như cái giường này nè mọi người. Cái giường này á là mình có hướng dẫn mọi người từ những cái video đầu tiên luôn á, một hai cái video đầu tiên thôi, cái giường gì mà giấc ngủ ngàn thu đó kìa. Còn đây cái bình phong này nè mọi người, cái bình phong này là hình như mình được tặng bằng thỏi vàng, hình như là Viên tặng mình cái kệ này đúng không ta, hình như là vậy á. Bên này thì mình trang trí đơn giản thôi, có một cái bàn trang điểm nè và một cái bàn học. Cái bàn học này thì xịn sò hơn, có laptop nè và có rất là nhiều sách, kệ sách luôn. Khoan, mọi người tưởng ngang đây là hết rồi chứ gì. Ta-da! Ở bên kia còn có một cái cửa nữa, và mọi người biết cái cửa này dẫn tới phòng gì không? Đó chính là phòng stream của tôi. Trời ơi, xịn không mọi người. Cái căn phòng này tuy là có cái diện tích rất là khiêm tốn, nhưng mà nó có hội tụ tất cả những cái tinh hoa, cái tinh túy của mình luôn á. Để lát nữa mình cho mọi người xem. Khu vực bên này là có bàn ghế để mà mình tiếp khách mỗi lần mà ai tới thuê mình nè. Còn có mấy bể cá đựng mấy con cá hiếm nữa vậy đó. Rồi mình sẽ đi vô trong này cho mọi người xem thêm một cái điều thú vị nữa nha. Ngồi lên và lên đèn. Đó, rồi mọi người xịn không? Tất cả những cái huy hiệu này là được chúng ta thu thập từ cái đợt mà kỷ niệm một năm của Gameplay Together đó. Và thật sự ai chơi lâu rồi mới có mấy cái này nha. Không biết là mọi người có không? Nếu mọi người có thì hãy cũng treo lên trên tường giống mình để kỷ niệm ha. Sau đó muốn đi lên tầng 2 thì mọi người ra là cái khu vực tiền sảnh lúc nãy nha. Mong là mọi người đã nắm được cái cấu trúc tầng hầm của mình để mà vào nhà mình không bị lạc nữa nha. Trước khi mà mình đi qua cái cánh cửa đá mà đã nói ở phần 1 á, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người thêm một cái khu vực nữa. Mà cái khu vực này mình sẽ không hướng dẫn cho mọi người cách lên đâu, mọi người tự tìm hiểu ha. Thì đây là cái khu vực kỷ niệm cái sự kiện người ngoài hành tinh của mình. Vốn dĩ ban đầu mình không có định xây cái khu vực này đâu, nhưng mà cái đợt đó cả mùa VIP Pass lẫn cái mùa sự kiện đều là nội thất về người ngoài hành tinh, và có rất rất là nhiều cái món đồ hay ho, nên là mình đã quyết định xây cái khu vực này. Ở ngoài này là có một cái nhà ở trên cây nè, một cái thú nhún và một cái đĩa bay bị hư. Mọi người tiến vào bên trong xem thử nội thất ra sao ha. Nó là xây nội thất cho người ngoài hành tinh chứ thực ra là cũng cho mình luôn á mọi người. Ở đây có một cái cổng để mọi người kiểm tra thông tin có thử là có phải là chủ nhân của cái căn phòng này không nè mọi người. Và phía bên phải mọi người thấy quen cái câu quen không? Lại là mình xin đi đây. Đây là cái tivi của người ngoài hành tinh nha. Phía bên phải là có một cái đầu thu cũng là để xem tivi luôn. Đây là có một cái kệ bán nước uống dành cho người ngoài hành tinh. Và khu vực này là khu vực để mọi người ngồi sinh hoạt cùng những người ngoài hành tinh nè. Có một cái bàn thôi, không có ghế, bởi vì là mình trải thảm để ngồi trên thảm rồi á. Có thể ban đầu mọi người nhìn vào thì mọi người không thấy được cái sự liên kết giữa các món đồ này cho lắm, nhưng mà mỗi món lại có một cái thú vị riêng á mọi người. Bên này là khu vực làm việc của người ngoài hành tinh nha. Có ghế nè, có bảng điều khiển nè, rồi có mấy cái nước mà chảy lên xanh xanh đó kìa, mình cũng không biết cái đó gọi là cái gì nữa. Bên này còn có một cái màn hình to thiệt to và một cái cây phát sáng nữa. Nói chung là nội thất của người ngoài hành tinh á, tuy là nó hơi kỳ dị, nó hơi quái lạ một xíu, nhưng mà nó rất là thú vị á. Mọi người biết cái chảo này để làm gì không? Cái chảo vệ tinh của mình đó. Cái chảo này sẽ giúp mình phóng tín hiệu và kêu gọi người ngoài hành tinh. Nhưng mà từ lúc nó phóng tới giờ mình chưa thấy người ngoài hành tinh nào khác ngoài mình hết á. Ok, từ cái khu vực người ngoài hành tinh này, mọi người nhìn sang bên kia mọi người sẽ thấy thêm tầng 2 nữa. Bây giờ chúng ta cùng qua đó xem thử là có gì nha. Đầu tiên mọi người phải qua cánh cửa đá đã, nhưng mà mọi người đừng đi thẳng, mọi người quẹo lên trên cầu thang á. Mới đầu lên thì mọi người sẽ thấy cái tầng 2 này khá là đơn giản, nó chỉ có đặt một cái bộ bàn ghế. Trước á thì mình dùng cái tầng này để làm phòng ăn, nhưng mà sau này thì mình thấy là mình có thể ngồi ngay dưới bếp ăn rồi. Thành ra là mình không có xài cái tầng 2 này mấy. Vậy nhưng mà mình cũng đặt một vài cái món đồ khá là yêu thích. Ví dụ như cái kệ này nè mọi người. Cái kệ này mua bằng thỏi vàng luôn á, được mấy bạn tặng tôi á. Còn bên này có một cái cửa sổ màu tím mà mình rất là thích luôn. Và ở giữa là đặt cái bộ bàn ghế để mà ngồi ăn cùng người yêu. Nhưng mà mấy bạn biết rồi đó, mình không có người yêu. Và đây, điều đặc biệt của tầng 2 này nằm ở chỗ này nha. Mọi người qua cái ghế rồi mọi người ra cái ban công phía sau. Đây là cái khu vực mà mình rất rất là thích trong căn nhà của mình luôn. Ban công siêu xịn, tuy là hơi nhỏ nhưng mà rất là thơ mộng nha. Mọi người thấy không, có đèn nè, có bàn ngồi uống rượu nè, có ghế ngồi hóng gió nè, có kệ đậy đặt mấy chiếc cây. Và sau lưng là nguyên một vườn hoa hướng dương luôn, loại hoa tôi rất là ưa thích. Mọi người có thể ngồi đây và ngắm hoàng hôn phía sau dãy núi nữa kìa. Tuy là mình từng làm video hướng dẫn mọi người xây cái ban công này rồi, nhưng mà khá là ít người biết đến cái khu vực này. Và thường khi mọi người vào nhà tôi thì mọi người đâu có ra cái khu vực này chơi đâu. Nhưng mà tôi rất là thích muốn giới thiệu cho mọi người biết cái khu vực ban công á. Đó là cái khu vực cuối cùng trong nhà của tôi mà tôi muốn hướng dẫn mọi người. Không biết là mọi người còn tò mò hay muốn hỏi điều gì nữa không? Hãy comment phía bên dưới cho mình biết nha.
Để mà nói thật lòng thì khi mà mình quyết định mình sẽ chuyển sang nhà 700 Kim Cương á, thì mình cũng có chút hơi buồn. Vì căn nhà này đối với mình nó khá là quan trọng mà nó gắn bó với mình từ rất là lâu rồi. Từ lúc mà mình mới chơi game tháng 8, tháng 9, rồi qua tháng 10, tháng 11 thì mình bắt đầu xây dựng cái căn nhà ước mơ của mình. Mỗi căn phòng mình đều dành ra rất nhiều thời gian, công sức và ý tưởng để mà xây, thế nên là mình rất là trân trọng. Mong rằng là sau khi mình chuyển qua nhà 700 Kim Cương, mình cũng có thể ra những cái căn phòng đẹp và vừa ý mình như là mình đã từng xây ở nhà 54K. Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha. Còn mình sẽ cố gắng mở cửa cho mọi người tham quan nhà mình thường xuyên để mà mọi người có thể tham khảo ý tưởng ha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho mình một like và nhớ bấm đăng ký để xem bao nhiêu sầm xí gì nha. Tạm biệt mọi người và sayonara.